Năm 1979, khi vừa tròn 18 tuổi, ông Trịnh Công Lương đã tình nguyện nhập ngũ tại sư đoàn 242, đặc khu Quảng Ninh. Đến năm 1983, ông xuất ngũ trở về địa phương. Do cuộc sống ở quê hương Nam Định thiếu đất canh tác, năm 1999, ông cùng vợ con vào thôn Tung Bà Lai, xã Gia Treng, huyện Chư Pứ lập nghiệp. Những ngày đầu lên vùng đất mới, gia đình ông gặp rất nhiều khó khăn, nhưng với phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, ông đã phấn đấu làm giàu bằng chính sức lao động của mình. Ban đầu chưa có vốn, vợ chồng ông đã đi làm thuê, quốc mướn và trồng các loại cây ngắn ngày và nuôi thêm heo, gà. Khi đã có chút vốn, ông mạnh dạn đầu tư trồng cà phê, tiêu. Nhờ cần cù chịu khó, hiện nay gia đình ông có 4.000 cây cà phê, 1.000 trụ tiêu, 100 cây sầu riêng, 50 cây nhãn hương chi và chăn nuôi thêm 100 con dê. Hàng năm trừ các khoản chi phí, gia đình ông thu lãi gần 1 tỷ đồng. Nhờ đó gia đình ông đã xây dựng được nhà cửa khang trang, mua sắm đầy đủ các phương tiện phục vụ sinh hoạt hàng ngày và phục vụ sản xuất. Khi mà cây hồ tiêu nó dịch bệnh cũng như là giá cả nó bị xuống thấp, cho nên là tôi cũng phải nghĩ đến cái vấn đề là phải chuyển đổi cây trồng và nuôi. Cho nên là trong cái thời gian vừa qua thì tôi cũng đi một số nơi để học hỏi cách trồng cà phê, trồng sầu riêng cũng như cây nhãn và nuôi cái mô hình nuôi dê, sẽ thấy là nó cũng mang lại cái hiệu quả kinh tế cao. Không những làm kinh tế giỏi, ông còn tích cực tham gia công tác xây dựng đảng, công tác hội tại địa phương. Dù ở cương vị công tác nào, ông cũng luôn nhiệt tình và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được sao. Ông luôn giúp đỡ chia sẻ kinh nghiệm làm giàu cho các hội viên cựu chiến binh học tập và làm theo. Từ đó, nhiều hội viên trong thôn, trong xã đã mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất chăn nuôi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với đất đai ở địa phương, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đồng chí Trịnh Công Lương là hội viên cựu chiến binh của xã Gia Treng, đồng chí trong làm kinh tế giỏi của xã, thì trong đó gia đình đồng chí là trồng rất nhiều các loại cây trồng để phát triển kinh tế, trong đó là trồng gia đình trồng như cây nhãn, sầu riêng và cây hồ tiêu, cà phê. Thì ngoài ra đồng chí còn chăn nuôi như dê và các loại cây trồng khác nữa. Thì hàng năm, một năm đồng chí là thu nhập trên gần tỷ đồng. Thì, mặc dù là hai vợ chồng là tuy là tuổi cao nhưng mà là một tấm gương điển hình trong vấn đề phát triển kinh tế. Thì đây là cái mô hình của xã để là tấm gương để cho hội viên của xã là học hỏi và nói theo.